Thời điểm cuối năm sau khi ra mắt sản phẩm mới cũng là lúc mà các mẫu điện thoại iPhone đời trước đó đồng loạt sụt giá. Nhưng lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân và quan trọng hơn hết là phù hợp với túi tiền luôn là vấn đề khiến rất nhiều bạn băn khoăn. Hiện nay iPhone 6 32GB chính hãng Fullbot và iPhone 6S 16GB cũ vẫn được rất nhiều bạn quan tâm với thiết kế nhỏ, gọn, tiện lợi mà giá cả lại rất là hợp lý. Vậy đâu sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Hiện tại ở Hùng Mobile giá của chiếc iPhone 6 32GB chính hãng Fullbot là 7.450.000, còn chiếc iPhone 6S 16GB cũ có giá 6.550.000, đều nằm ở phân khúc tầm trung. Vậy hai sản phẩm này có gì đặc biệt và nên lựa chọn sản phẩm nào là khôn ngoan? iPhone 6 32GB hàng chính hãng mới Fullbot là sản phẩm được Apple sản xuất năm 2017. Với đầy đủ phụ kiện, cáp sạc, tai nghe chính hãng chính là một lợi thế đầu tiên của dòng sản phẩm này. Với những sản phẩm mới 100% sẽ luôn luôn có một chất lượng gần như là tuyệt đối. Hơn nữa với chính sách bảo hành của Apple thì có lẽ đây là một sản phẩm mang lại sự yên tâm cho người dùng. Chiếc iPhone 6S cũ hàng line new của chúng ta cũng có ngoại hình như mới. Hùng Mobile không nhập những chiếc máy có ngoại hình xấu dù chỉ là một vết xước nhỏ. Hiện tại Hùng Mobile đang có chính sách 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng phần cứng. Đây là chính sách đổi trả dài hạn chỉ riêng Hùng Mobile mới có trên thị trường. iPhone 6 và 6S đều có thiết kế rất giống nhau và có lẽ sẽ hơi thiệt thòi cho bạn nào dùng iPhone 6S vì trải nghiệm cầm nắm khá giống với iPhone 6, nhỏ gọn, cầm khá đầm vào ôm tay. Và có lẽ sự khác biệt lớn nhất chính là iPhone 6S được bổ sung thêm màu vàng hồng thời thượng cũng như chất lượng vỏ nhôm của máy cứng cáp, không dễ móp méo khi va chạm mạnh như iPhone 6. Nhưng bù lại, iPhone 6S lại có những nâng cấp đáng kể so với iPhone 6. Nâng cấp đầu tiên là về hiệu năng, trong khi iPhone 6 sử dụng con chip A8 thì iPhone 6S sử dụng con chip A9 với tốc độ nhanh hơn. Còn chưa kể 2GB RAM trên iPhone 6S cho phép xử lý các tác vụ nặng một cách trơn tru. Hơn nữa, iPhone 6S chắc chắn sẽ có sự hỗ trợ lâu dài từ phía Apple. Một số bạn sẽ có quan điểm rằng iPhone 6 và iPhone 6S đều chạy trên nền tảng iOS vốn đã mạnh mẽ và không có sự giật lạng. Điều này chỉ đúng khi bạn chỉ có nhu cầu xem phim, chụp ảnh, lướt web. Còn với những bạn chơi game nặng thì yêu cầu một cấu hình cao hơn và tốc độ xử lý tốt hơn là điều cần thiết. Nếu chạy song song các tác vụ nặng đồng thời thì ta sẽ thấy rõ sự chênh lệch. Sự nâng cấp tiếp theo là về camera. Khi iPhone 6 được trang bị camera 8MP thì trên iPhone 6S là 13MP với cảm biến ảnh iSight cho ra những tấm ảnh đẹp hơn rất nhiều. Trong điều kiện thiếu sáng, iPhone 6S thể hiện sự vượt trội của mình. Ngoài ra, iPhone 6S có thể quay phim 4K, đây là điều mà iPhone 6 không thể làm được. Có thể nói, iPhone 6 là chiếc máy chụp ảnh đẹp, nhưng nếu bạn là người đam mê chụp ảnh trên điện thoại với những yêu cầu khắt khe hơn thì có lẽ iPhone 6S là một lựa chọn hợp lý. Dung lượng trên iPhone 6 New Fullbot là 32GB cho không gian lưu trữ lớn, thoải mái hơn so với iPhone 6S cũ bản 16GB. Đây chính là một sự đáng giá trên iPhone 6 New. Nói chung, nếu bạn là một người cẩn thận yêu cầu bảo hành từ hãng mà không quá yêu cầu khắt khe về cấu hình thì iPhone 6 New Fullbot là sự lựa chọn phù hợp. Còn nếu bạn là người thường xuyên chạy các tác vụ nặng và muốn có sự hỗ trợ lâu dài về phần mềm của Apple thì bạn nên chọn iPhone 6S cũ 16GB. Hiện tại thì giá của hai phiên bản này chênh lệch nhau không nhiều nên bạn cũng có thể thoải mái lựa chọn. Ngoài ra, Hùng Mobile cũng có những mẫu iPhone hàng đổi bảo hành, hàng chính hãng VNA. Bạn có thể truy cập website hungmobile.vn để lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất nhé. Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn iPhone 6 mới Fullbot 32GB hay iPhone 6S cũ 16GB? Và các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về tất cả các sản phẩm trên thì comment phía bên dưới nhé. Nhớ đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Mình là Dũng Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các số sau.